Hôm nay mình sẽ thức tỉnh tập thiên thần V4 giùm Vidắc, nhưng chỉ sử dụng những trái quỷ màu vàng như thế này thôi, bởi vì một lý do cực kỳ đơn giản, đó chính là tập thiên thần màu vàng. Và đừng quên là các bạn có thể sử dụng tập V4 với 145 cái phần bình luận nha. Và trái quỷ đầu tiên mình sẽ dùng đó chính là trái Lai. Đây chính xác là trái mà mình muốn sử dụng nha. Bởi vì chúng ta sẽ phải di chuyển rất là nhiều trong việc up tập lên V2 cũng như là V3. Nó là trái Lai rất là thích hợp cho việc này. Thì hiện tại mình đang ở trong ạc Vidắc, và Vidắc thì nó lại đang ở trong ạc của mình, anh Crazy Lion. Thôi và để giải đáp thắc mắc của các bạn thì bây giờ mình sẽ thử review ạc của Vidắc coi là nó có gì luôn nha. Rồi, có vẻ là một thứ mà các bạn đang mong chờ khá lâu đúng không? Kho trái quỷ của Vidắc. Ôi có mấy trái lọ lọ không vậy Phúc? Trời. Ai ghê vậy. Ui các bạn ơi, hầu như là full toàn bộ trái quỷ vĩnh viễn luôn. Ơi đừng để mấy bạn fan hay mà. Trời ơi, chủ tịch giả nghèo hả Phúc? Trời ơi, skin bacon nhưng trong kho đồ thì full trái quỷ vĩnh viễn. Thôi đương nhiên rồi, thì bây giờ mình sẽ lấy trái Lai ra để đi thức tỉnh lên V2 nha các bạn. Thôi mình sẽ tận dụng tốc độ trái Lai để chạy đi kiếm ông tiến sĩ. Hình như kiếm ông tiến sĩ là mình phải đi vô khu rừng này đúng không Phúc? Đúng rồi, ở phía trước á. Trong rừng này không biết có nguy hiểm không nữa, sợ biển sói ăn thịt quá à. Anh là rồi, cô em... bé hoàng mũ gơm mà. Ôi đấy hả? Đúng rồi, ông này nè. Ôi tiến sĩ nhìn trẻ vậy. À nhận nhiệm vụ, hello. Ồ ông này nói với anh là muốn thức tỉnh lên năng lực mới phải kiếm cho ông 3 bông hoa. Ok. Được rồi, đi thôi, let's go. Mía nên đi kiếm bông hoa xanh đi cho bây giờ đang là buổi đêm á. Bông hoa xanh hình như là ở bên cái đảo đầu lâu này phải. Chính rồi, chính xác rồi. Chính rồi, chính rồi, đi thôi. Rồi anh tới nè. Ủa có phải cần quýnh mấy con quái không ta? Có, cái đó là bông hoa vàng. Có vậy hả? Tại vì nếu mà không có đảo này thì nó là ở đảo hòn nhỏ phía trước mắt anh kìa. Đó, phía trước mặt có cái hòn đảo nhỏ nhỏ kìa, thấy không? Ok, đi thôi, let's go. Ôi, ngoài xa kia có cái đảo gì nữa kìa. Đảo cui shop á. Đâu phải, cái đảo kia bự như chiếc thuyền như kìa ba. Ủa mà xa vậy sao có đảo gì nữa? Không lẽ nào bí mật nổ não trong lớp fruit. Em nói là có tỷ lệ họ ở phía trên nữa mà, còn một bên trên tầng lầu nữa, cái lỗ trên đây nè, vô đút vô lỗ đi. Wow ghê vậy. À đây nè. Wow hay quá Phúc ơi, anh nguyện trở thành loli của em. Thôi không cần đâu, không cần. Mình giỡn nha các bạn, mình giỡn nha. Rồi thôi anh về trước nha, em đi thiền về đi Phúc ơi, bye bye. Thì hiện tại chúng ta đã có được một bông hoa đầu tiên, đó chính là bông hoa màu xanh nước biển, và nhiệm vụ còn lại đó chính là đi lấy thêm 2 bông hoa nữa. Nghe có vẻ cũng khá vất vả các bạn, nhưng mà bông hoa màu đỏ thì mình biết là nó sẽ spam ở đâu nha, tại vì theo kinh nghiệm của mình á thì mình sẽ lượm được bông hoa màu đỏ ở phía trước. Đây theo kinh nghiệm của mình thì trên đảo này sẽ có bông hoa màu đỏ. Ủa kỳ vậy, ủa gì kỳ ta, em biết ở đâu rồi đó, anh cầu xin em đi, em chỉ cho anh. Không cần, xin em đi, nói đến về đất đại ca bro bb em ha cho về đất đại ca chỉ cho em với. Nó ở ngày nay thôi nè. Đâu? Ở ngay cái bộ hoa, nó trồng hoa nè, anh thấy không? Wow! Phải, Vidắc giỏi vậy hả? Kinh nghiệm đầy mình. Ôi, hay, đúng là có Vidắc là có khác các bạn ơi. Thôi, đỉnh thiệt luôn á, kiếm ở đây được 2 bông hoa nè. Đi thôi, thì bông hoa cuối cùng, đó chính là bông hoa phải đi farm quái mới gớt ra được nha các bạn. Nó sẽ có cái tỷ lệ cực kỳ nhỏ để gớt ra bông hoa cuối cùng luôn. Lại bây giờ, let's go! Mày! Một con! Ôi, với trái Lai này thì mấy con quái không có tuổi mình các bạn ơi. Mở rộng lên đĩa. Shoot! Shoot mày nè con, rồi sau đó thì mở rộng lãnh địa. Ai từ từ để anh gom 4 con quái lại. Xíu. Ui 20 ca đam, quách tờ heo. Chạy, ui ra luôn nè. Ui ra hả? Ui chứ Lai đỉnh vãi. Thì chỉ trong 5 phút chứ Lai này đã giúp mình tìm ra được 3 bông hoa. Đúng là sức mạnh của ánh sáng các bạn, tốc độ quá nhanh. Phải nhờ sự trợ giúp của anh Vidắc nữa nha. Đúng rồi, phải nhờ Vidắc nữa mới tìm được 3 bông hoa các bạn ơi. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi thức tỉnh lên V2 nha, let's go. Tộc của bạn đã được nâng cấp. Rồi bây giờ là cái cánh bự hơn đúng không? Đâu đứng yên cho em coi. Ê mọc ra được cái cánh nhỏ xíu. Ôi anh mọc ra được cái cánh nhỏ xíu rồi Phúc ơi. Tiến hóa rồi. Giờ anh phải lên thức tỉnh V3 thôi. Rồi let's go. Ở đây đúng không? Chui vô. Ủa sao em trong đây sẵn không vậy? Em trở thành người hướng dẫn của anh rồi. Ôi em là NPC hướng dẫn cho mấy game hả? Ông này kêu mình phải đánh bại một người thuộc hệ của mình. Phải tàn sát chủng tộc của mình như Itachi vậy đó hả? Mình phải đi tiêu diệt tộc Uchiha sao? Rồi, thì bây giờ mình sẽ đi kiếm những người thuộc tộc thiên thần để đánh bại họ và thức tỉnh lên V3 nha. Thì server đầu tiên để coi ở đây có ai có cánh thiên thần không? Này tộc người cá rồi, thằng này tộc gì đây? Lại là tộc người cá. Lại tộc người cá. Thằng tộc người cá trong một quán cà phê. Có ai đây là tộc thiên thần không vậy? Hello. Wow, toàn là tộc human không các bạn ơi. Ôi đây. Wow, tập thiên thần các bạn ơi. Hello, can we PVP? Oh, ok các bạn ơi. Cái gì vậy, what the hell? Được rồi, mình mới chiến thắng. Mày. Ôi.
Cái gì vậy? No 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 no. Cái này mạnh quá các bạn ơi. No 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 no. Mày, tao thật sự. Ôi, à, what the hell? Ai bố bơ, anh không tìm được ai có tộc thiên thần hết. Anh có chắc không? Chắc chắn anh đi nhiều siêu bò lắm rồi. Anh bước thử vô quán cà phê đi. Sao em biết anh thiên thần hồi nào vậy? Em luôn là thiên thần mà. Em biết điều này có nghĩa là gì không? Em sẵn sàng chưa? Ok, em sẵn sàng để giết anh rồi. Bì bì hắn em. Hey, được rồi các bạn ơi, đây chính là cách cuối cùng rồi. Bởi vì nãy giờ mình đi tìm khá nhiều server mà không có ai có tập thiên thần hết. Bắt đầu đi. Vô. Mày. Mày né hộ Phúc ơi. Mày né hộ. Mày né hộ. Mày né hộ. Rồi, Phúc nó khinh thường mình các bạn ơi. Cái giá phải trả cho kẻ khinh thường người khác là gì em biết không Phúc? Cái gì ạ? Bye bye. Bye bye. Ủa, hên vậy ta. Quá. Bye bye. Quá đơn giản các bạn ơi. Rồi, biến thành tộc V3 nào, let's go. Chẳng rồi. Ui, 2 triệu belly ở gì nhiều vậy ạ? Ui, new title unlock. Ủa sao anh gái không được vậy? What the fuck? Các bạn ơi, mình bị nhốt rồi. Thả anh ra. Ui, ủa, ra được rồi. Bắt đeo. Ôi, các bạn coi nó chặn nhiều mà mình vẫn chạy ra được kìa. Ui, cái cánh nó mọc dài ra nè Phúc. Nhưng mà đó cũng chưa phải là sức mạnh hoàn toàn đâu. Giờ phải lên C3 mới có được cái cánh bự hơn nữa hả? Đúng rồi, chúng ta phải lên dùng đất mới. Thì bây giờ mình đã có được tộc V3 nên là chúng ta phải nói lời tạm biệt với trái lai thôi. Và trái quỷ tiếp theo của mình đó chính là trái... trái... human. Rồi, còn điều gì tuyệt vời nữa khi mà thức tỉnh tộc V4 bằng trái human với các bạn? Chỉ cần một cây kiếm thôi là bình thiên hạ. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra server này coi nó có full moon hay không bằng cách là leo lên mansion nha các bạn. Để coi. Ui, full moon quá, server full moon nè. Vô vô lẹ 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 lẹ. Sao cái cây này cao dữ vậy anh nhớ? Đâu có cao đâu ta. Thách thức thiệt chứ. Trời ơi, ơi, what the fuck? Yes sir. Ôi các bạn ơi, cái việc mà mình nghĩ leo lên cây bằng trái human nó còn khó hơn những thứ tỉnh tộc nữa nha. Ôi, kẻ cần. Trời ơi, kẻ cần rồi nè. À, giờ nó thông báo mọi người là full moon đi. Ôi, ôi có thằng chat luôn kìa. Bùi, bùi tu. Đắp rồi đó, trời tối. Ôi, full moon đây nè, full moon đây nè, full moon đây nè. Rồi, điểm kìa, điểm kìa. Một, rồi, bật. Go, 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 go. Ôi, ui, ui, bắt rồi nha. Trial, trial, trial. Không. Vô, bro. Ê, nó phi cho kỹ nha. Ôi, cái này cái gì đó, Phúc? Khó chứ hả? Ai? Đừng chết. Cái này khó không ơi. Cố lên, cái đó dễ nhất trong các mày 14 luôn á. Dễ cục cứt, anh thấy căng vậy. Ui, thắng rồi. Rồi, tới lúc. Rồi, tới lúc. 2, 1, go. Winner, Phúc. Quên, sức mạnh ơi, anh kẹt xuống sàn hả gì vậy? Anh cu kia đâu, Bùi Tư đâu, Bùi Tư. Mày hay Bùi Tư? Giết nó đi là anh ơi. Ok, giết ok, anh. Bùi Tư. Trời ơi, trời, mình giết. Gọi tới em với anh BB nè. Ai thiệt không, chắc không? Chắc. Ê, nhanh đi, thời gian sắp hết rồi Phúc ơi. Anh là human đó Phúc, em giỡn mặt anh hả? Em thì giết em anh. Em biết sức mạnh của trái human không vậy Phúc? Em sẽ là người thức tỉnh vậy V4. Anh thua rồi. Anh xin lỗi Phúc, anh xin lỗi Phúc. Tình anh em có vẻ đến đây là kết thúc rồi Phúc ơi. Em là fan của ai? Em là fan của ai? Anh là fan của Gwendo đó. Ui, cái gì đây, anh thắng rồi. Ui ui các bạn ơi. Ui ui, chạy. À, để anh đuôi cục này thử coi. Ok, bây giờ mình sẽ đuôi cục này coi là mình có thể chiến thắng được nó không nha các bạn. Nhanh lên, tao phải nhanh hơn mày. Anh bị kẹt ở cổng rồi, what the hell. Ui, ước tỉnh độc V4 lần đầu tiên các bạn ơi, let's go. Ý là lần đầu tiên trong ẹt của V-Duck nha. Rồi, gắn gear nha. Thì đấy chính là cái gear đầu tiên của V-Duck. Let's go. Ồ, cái gear đầu tiên á là khi em biến thành tộc V4 nó sẽ cho em mát chỉ số luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chạy xuống dưới để nói chuyện với cái cục màu đỏ nữa nha các bạn. Cái Ancient One. Ok, nói chung mình cũng không hiểu mẹ hết, cứ bấm ok đại các bạn. Ok. Ok. Rồi, thì nó okay. Kêu mình training nhiều hơn trước khi quay lại nha. Ok, thì bây giờ mình đã đầy nọ rồi, nó là biến hình lần đầu tiên. Ui ngầu dữ vậy. Mình nhìn anh giống Dio vậy. The World. Rồi thì bây giờ mình sẽ tranh thủ bật tộc liên tục để có thể thức tỉnh thêm một cái nữa nha các bạn. Ok, thì đây chính là lần biến hình thứ 3. Rồi thì mình nghĩ là mình đã có thể đủ mua được cái gear tiếp theo đó, nên là bây giờ mình sẽ lên cái cây và ui chuẩn luôn các bạn ơi. Thì cái gear tiếp theo nó chỉ giá tới 1000 phát mình luôn nha các bạn, nhưng mà không biết bây giờ mình có thể kịp thức tỉnh không đây. Ok, thì bây giờ mình sẽ quay vào quay tiếp theo để dùng thức tỉnh lên gear 2 nha. Để xem coi lần này là trái gì đây. Trái leo bát, what
the hell, sao easy vậy? 2, 3, vô Bùi Tú, let's go. Ủa, chưa lên mà. Ủa, lên rồi hả, ghê vậy. Cái bi này căng quá, mình sợ thua vãi luôn á, thề. Nhảy cái này mà chảy hết mồ hôi tay luôn á. Ui, căng thẳng quá, bật tập cái cho hết căng rồi. Ôi, tính ra cũng dễ chứ, à, tính ra dễ phốt, tính ra cái bi này dễ á. Thì bây giờ chỉ có thể có một người sống sót thôi nha. Vô mày, let's go, biến hình leo bắp. Bùi Tú nữa nè. Ôi, Bùi Tú làm gì hả, Bùi Tú làm gì hả? Ôi, Bùi Tú lắc gì hả? Bro, ê, tội nghiệp Bùi Tú rồi, có nên quýnh Bùi Tú tiếp không vậy? Vậy cái đồ thức tỉnh hoài, thôi bye bye. Cái... bye bye. Bye bye. Quýnh hết luôn rồi. Bye bye Bùi Tú. Em đâu? Còn em hả? Nữa em nữa, à. Trận chiến quyết định. Trận chiến quyết định sao lúc nào cũng là em nha phố. Ôi trong này bật BB mà anh vẫn đánh. Ôi, chưa bật BB mà anh vẫn nhắn được em. Đi hình này em không thấy anh để đánh luôn anh, tốc độ quá. Leo bát mà, leo bát mà. Cái quái gì vậy? Ai, để cho em chứng kiến sức mạnh của anh. Angel với bốn. Ủa em đâu rồi? Dạ. Em chết. Ôi khoan. Để con leo bát có thể chạy kịp cái này không nha. Tốc độ leo bát, anh phải là người nhanh nhất. Let's go. Ui. Yes. Cái cục màu trắng này chạy không lại chế leo bát phải không ơi? Thì ra điểm yếu đó là chế leo bát. Rồi để coi gear tiếp theo là cái gì đây. Ui, lần này được chọn gear nè. Gear xanh là thêm vòng tròn xung quanh, làm chậm và gây đam đối thủ các kiểu luôn. Còn gear đỏ là có thể giúp chúng ta bay trên không. Wow. Gear đỏ là dễ bị lỏ lắm á nha. Chọn gear màu xanh đi. Ờ, vậy chắc anh chọn gear màu xanh quá. Nghe có vẻ ngầu hơn á. Có cái ao ga xung quanh hả? Quất luôn. Gear màu xanh biển. Hai gear. Ấy gì vậy? Con leo bát sao có mọc cánh phía sau lưng nữa đây. Thôi thì đương nhiên bây giờ chúng ta phải nói chuyện với lại con này tiếp để coi nó nói gì đây. À, nó vẫn kêu mình là quay lại khi mà rèn luyện nhiều hơn. Thôi thì bây giờ chúng ta phải quay lại mặt đất thôi các bạn ơi. Let's go. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ bật tập V4 lần nữa nha. Let's go. Ui nhìn ngầu dữ vậy. À là bây giờ anh sẽ có cái dòng hào quang xung quanh, nhưng mà nãy nghe nói là gây đam nó. Đứng nghe ơi. Ui. Cái dòng hào quang này hơi suốt nha các bạn. Rồi anh nghĩ là anh thể thức tỉnh thêm một lần nữa rồi đó. Mua gear thử coi được không? Ui, được luôn nè. Như đã hứa thì tôi sẽ nâng cấp cái dạng biến hình của bạn với một K5 Fragment. À, cũng hơi mắc đó nha, nhưng mà không sao. Chơi luôn. Thôi, giờ thì chỉ cần đợi full moon người up tập thôi đúng không? Ok, thì bây giờ sẽ đến với vòng quay tiếp theo để coi coi mình sẽ random được trái gì nha các bạn. Quay. Trái sen. Tóc đỏ. À, chuẩn luôn nè, nó cũng là trái sen rồi có cái tóc đỏ đây luôn nè. Wow, sự thật nổ não. Ok, và trái quỷ tiếp theo mình dùng để thức tỉnh đó chính là trái sen. Mình vừa mới sinh của con Vidac nha, chứ ạc này không có các bạn ơi. Ủa vậy là trái sen là của anh chứ, tại ạc này là của anh mà. Bây giờ mình sẽ mất ban trái sen các bạn, trái quỷ duy nhất mà Vidac không có vĩnh viễn. Nhầm. Ui, ăn trong cái phòng này nó còn bị gian tiếng luôn đó kìa. Game Love Food làm real vậy. Thì với trái sen này thì các bạn biết rồi đó. Một chiêu về thế này thôi thì bùm. What the hell? Ok thì bây giờ đã là full moon rồi các bạn ơi. Nên là mình sẽ thức tỉnh tiếp nha. 1, 2, 3. Vô. Rồi ok, 3, 2, 1, 0. Let's go. Ủa sao anh let's go. À phải vô cổng má hết hồn. Rồi vô. Tưởng bị đuổi hả? Ờ anh tưởng không được vô chứ. Rồi anh upbeat với anh master cái này luôn rồi Phúc ơi. Dễ chứ à. Trời ơi các bạn ơi, chỉ trong vòng 30 giây thôi mình đã tới được đích rồi. Sao mà mình bro với người ta, không biết mấy thanh niên kia xong chưa nữa. Thôi anh là người hoàn thành đầu tiên đó nha. Ủa bro, sao tụi mày làm nhanh dữ vậy? Vô nghe. Để anh chơi này trước cho Phúc. Để anh chơi hàng này trước cho mày. Ủa, nó bị lắc rồi. Ủa xong chưa? Ủa anh chiến thắng chưa? Rồi. Hello. Đâu mày này? Ui da dạ. Ui da dạ. Sao em sẽ chơi quát trong đây cho Phúc rồi sao anh né? Chơi cát kìa. Yeah. Anh nghĩ chơi cát hắn được chơi quét hả? Anh nghĩ hắn được hả? Em là tứ hoàng thôi mà. Phúc. Anh gian gì? Đâu có, đâu phải. Các bạn fan ơi, mình có gian các bạn. Mình có gian các bạn. Thôi, anh lọt xuống dưới Phúc ơi, gì vậy? Rồi. Sao anh lọt ra ngoài map rồi? Nhưng mà có up được tập không? Ủa em chết luôn á hả? Ờ anh combo vào đó là chết luôn mà. Hên vậy, anh tưởng đâu bị văng không áp xong anh cút luôn chứ. Ôi Tu Du kìa, Tu Du mà có 2 mà 9 luôn vậy. Kiên Phùng 73392. Ủa phải không? Rồi let's go. Lần này quảng hốt quá không kịp đuôi cái bóng các bạn ơi. Rồi nói chung thì lên gear thứ tư nha. Và đương nhiên rồi, gear màu đỏ thì sẽ lỏ nên là mình sẽ chọn gear màu xanh tiếp nha. Ồ lần này thì nó sẽ tăng hiệu ứng của cái dòng aura lên. Rồi và đương nhiên mình sẽ đi nói chuyện với thằng này tiếp. Ui lần nãy kêu anh làm 3 cái upgrade mới có thể đi thức tỉnh tiếp. Ok thì bây giờ mình sẽ bật tộc lên để có thể rèn luyện cái tộc với bố mình mạnh hơn nha. Và bây giờ sẽ là lần thứ 2. Rồi và lần thứ
ba tô cơm. Wow, Tu Du đang bất ngờ về khả năng của mình các bạn ơi. Đừng mà Tu Du, đừng mà Tu Du. Tu Du. Là đã thắng được Tu Du rồi mọi người ơi. Ôi, mình đánh bại Tu Du nha các bạn. Bây giờ là lần thứ tư. Let's go. Ok, thì bây giờ mình đã mua được thêm một cái upgrade nữa nha các bạn. Vậy có nghĩa là chúng ta chỉ cần hai upgrade thôi là có thể đi thức tỉnh tiếp được rồi. Và lần tiếp theo. Let's go. Và bây giờ sẽ là cái gear thứ 2. Yes sir. Ok, và bây giờ thì yes sir, upgrade thứ 3 nha các bạn. Và vụ cuối cùng trong video ngày hôm nay của mình đó chính là up lên gear cuối. Ok các bạn ơi, và hiện tại thì chỉ còn một trái quỷ cuối cùng thôi, đó chính là trái flame. Nên là trái quỷ tiếp theo mình để thức tỉnh đó chính là trái flame. Hay này coi nè, mặt trăng sắp lặn xuống rồi kìa. Ủa trời chứ. Ngâm hoành hôn thì tuần ba. Đâu mặt trăng đâu ta? Ui, mặt trăng kìa. Yes sir. Trăng tròn. Ủa nhưng mà có ai thức tỉnh không? BVB, no V4, BVB. Không có ai muốn thức tỉnh hết trơn hết ta. Ok các bạn ơi, nhưng mà không sao, thì bây giờ sẽ là 1, 2, 3. Cuối cùng thì cũng tìm được người muốn thức tỉnh nha các bạn. Rồi, và đương nhiên cái upbeat lần này thì nó sẽ khó hơn những lần trước. Mình nghĩ là vậy thôi nha, chứ sao dễ với ta. Ôi, còn những hướng ách của tập khác mới khó. Gì vậy? Cái gì vậy? Ủa là sao? Ủa? Có thằng nào đang ức tỉnh với mình xong nó ao á. Ôi có người vô kìa. Có không? Có chưa? Kìa bà khai kia lên. Kìa, có người vô kìa. Ủa xe boss, Gip thắng. Go. Gip thắng. Quá là thường. Vãi chỗ, Gip thắng nó hack hả? Ồ, Gip thắng nó vô cổng rồi, nhanh. Ủa quên, nó hack mà. Bro, nhưng mà nó hack mà. Rồi sao đánh lại? Để lại. Anh nghĩ anh phải chiến thắng được thằng hack mới qua. Vô luôn rồi. Bật nha. Bật đây. Ôi thằng Rip thắng này là hacker lỏ các bạn ơi. Hợp sức nghe phốt anh với em hợp sức nghe không? Ôi mà cái up bi của thiên thần này dễ vãi. Ui cái gì vậy? Ôi có cái đảo gì phía xa rồi. À đảo thức tỉnh tộc. Ôi nhưng mà anh không muốn bị Rip thắng đánh bại đâu ơi. Chuyện này cũng căng thẳng đó. Ôi hình như nó lắc lắm, nó làm chậm quá trời chậm kìa. Mình có thể bật hay kêu anh sát lên giết nó nếu kịp. Ui. Vô nè. Bài giờ quất luôn nha. À sẵn sàng nhập hốt. Rồi vô. Chơi nhập hốt. Chơi. Tôi đánh em. Anh được rồi, được rồi. À nó lắc lắm, mình cứ chạy nhảy là được. Dễ vậy. Để em chạy em tròn rồi anh cứ ném cái chiêu khổng lồ nha. Hay Phúc ơi, kết hợp với anh đi. Phối hợp với anh. Chúng ta phải chiến thắng đó. Hacker lỏ. Dạ, quýnh anh. Hacker lỏ. Ôi lần đầu tiên chiến thắng hacker luôn á, what the fuck. Ôi. Đập tay cái nè, yeah. 1, 2, 3, yeah. Mày. Ấy. À, mày ơi sao em có tộc cá vậy? No. Bro, chúng ta đã từng là anh em kề dây sát cánh đúng không? Em không có thắng được đâu. Bye bye. Tạm biệt nha Phúc. Không muốn chết đâu, em giúp anh mà sao giờ anh giết em? Anh xin lỗi, anh phải là người chiến thắng. À. Để xem coi là mình có thể chạy nhanh hơn cái cục cầu này không nha. Rồi, let's go. Bùng. Trời. Nhanh lên. Yes. Ui, lại một lần nữa mình chiến thắng được cục cầu này nha. Rồi, và đương nhiên bây giờ sẽ là cái gear cuối cùng. Let's go, gear 4. Và lần này nó chỉ cho mình chọn cái gear đỏ thôi. Ép buộc rồi. Phải biến hình human bay Phúc ơi. Rồi, gear cuối cùng. Quá xịn luôn. Rồi, ok, thì đây chính là tập V4 full gear. Hai lần là bay đúng không? Bay đi. Ôi, cái giả. Ui, đừng. Thằng này nó muốn săn bao ti anh Phúc ơi. Để anh cho nó biết sức mạnh của anh. Mày solo đi. Mày sang bao ti ai? Mày sang bao ti ai? Thì theo mình cảm thấy thì việc up tộc này rất là lâu luôn nha. Còn nếu mà các bạn muốn up nhanh hơn thì các bạn có thể lên shop của mình để có thể up nhanh hơn dưới phần bình luận nha. Bye bye.